Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh khương biên dịch minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 20 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 505 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời xem đại thừa vô lượng thọ kim giải Trang 630 Mời xem từ dòng thứ hai Vô cực chi tháng đạo Niệm lão đã giải thích cho chúng ta Về câu kinh văn này vô cực chi thắng đạo thắng có nghĩa là thù thắng vô cực trong hội sử nói phàm phu sanh đến đó nhanh chóng lên quả vị nên gọi vô cực ngụy dịch vô cùng cực Tịnh ảnh sớ nói Thăng đạo vô cực Làm sáng những thứ đạt được Đắc đạo sâu rộng Nên không cùng cực Thắng đạo vô cực Thu thắng trong hội sử nói Phàm phu Là những người chưa đoạn phiền não Có nghĩa chưa đoạn được phiền não kiến tư Họ nhờ vào Thiện căn phước đức nhân duyên của mình để giảng sanh đến thế giới cực lạc phương tây khi sanh đến thế giới cực lạc sẽ được sự gia trì của 48 mươi tám nguyện của phật a di đà lập tức thành bồ tát bậc thoại đó là nhanh chóng bước lên quả địa Bồ Tát A Duy Việt Trí Là Bồ Tát chứng đắc ba thứ bất thoại. A Duy Việt Trí là bất thoái chuyển. Có nghĩa là dị bất thoái Hành bất thoái Niệm bất thoái Đây là địa vị thấp nhất Hoa nghiêm nói là sư trú viên giáo Biệt giáo là sư địa Nhanh chóng lên được quả gì Gọi nó là vô cực Ý nghĩa của tác vô cùng cực trong ngụy dịch Cũng như thế Tên ảnh sư nói thăng đạo vô cực. Chương kỳ sở đắc. Chương là làm sáng tỏ. Quả báo được giảng sanh thì vỡ cực là. Đắc đạo sâu rộng. Nên gọi là vô cùng cực. Chúng ta xem bên dưới hội sư lấy việc Phàm phu nhanh chóng lên quả dị phương tiện đến cùng cực không thể cùng cực nên gọi vô cực sự giá trị của oai thần bản nguyện di đà khiến trí tuệ thần thông đạo lực đều ngang với Bồ Tát Pháp Thân Hoặc chúng ta gọi là tương tự Mà lại có thể đắc dụng Có nghĩa nó có tác dụng Khởi cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sinh Có nhân duyên trong quốc độ thập phương chư Phật Chúng sinh quá cảm Họ giống như Bồ Tát Pháp Thân vậy Nghĩa là có thể hiện thân thuyết Pháp Giúp đỡ họ Thành tựu họ Đây chính là thắng đạo vô cực Tên anh sơ nói Đức của quả vị sâu rộng khó nghĩ Nên gọi vô cực Còn gia tường sớ thì nói Người giảng sanh đã nhiều Nên nói vô cực nghĩa là người giảng sanh đông quá nên gọi vô cực nếu xem cả ba chú giải này thật sự hiển vô cực người giảng sanh nhiều vô cực nhanh chóng chứng quả phương tiện vô cực Quả địa thắng đức Đều thành Bồ Tát bớt thoái chuyển Sâu rộng vô cực Ba loại vô cực này có thể thấy ân đức di đà cứu cánh vô cực Lấy những thứ đó Để giải thích thắng đạo vô cực Nói rất đầy đủ Bao quát mọi phương diện nhiều người giảng sanh là nhờ phật a di đà sở cảm đó là quốc độ thập phương chư phật trong tiểu bổn chúng ta đã thấy lục phương phật khen ngợi trong bản quán kim này ta thấy được thập phương phật tan thang chư phật khen ngợi phật a di đà như thế nào chúng ta có thể cảm nhận được nhất định khen ngợi giống như phật bổn sư thích ca mâu ni Khi còn tại thế Thế Tôn đã vì tất cả những chúng sanh hữu duyên giảng kinh thuyết Pháp Thông thường mỗi bản kinh chỉ nói một lần Không có bản nào nói lại lần thứ hai Nhưng vô lượng thọ kinh Có bằng chứng xác đáng khi tại thế Thế Tôn đã nói rất nhiều lần Đây là một điều rất đặc thù Đây là lời khen ngợi Thù thắng không gì sánh được đối với di đà như lai mục đích và dụng ý của lời khen là gì không gì hơn là hy vọng tất cả chúng sanh khi nghe được thấy được tiếp xúc được đều có thể phát nguyện cầu sinh tịnh độ mau chứng bồ đề có thể nói nguyện vọng này là lòng mong của tất cả chư phật trong ba đời mười phương mong tất cả chúng sinh sớm lìa khổ được vui sớm chứng được vô thượng bồ đề bởi thế chúng ta phải nhận thức sâu sắc ân đức của chư Phật như lai với chúng sinh, thật sự là rốt ráo vô cực. Chư Phật như lai thật sự có pháp phương tiện, pháp phương tiện này do Phật A Di Đà chỉ ta. xây dựng thế giới cực lạc tiếp dẫn chúng sinh hữu tình pháp giới hoặc chúng ta thường nói chúng sinh hữu duyên duyên ở đây rất đơn giản chỉ cần tin quý vị có thể hiểu có thể hành Ngài sẽ đến tiếp dẫn Hành cũng rất đơn giản Chỉ một câu Phật hiệu Chấp trì danh hiệu Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều phá chập trước Pháp môn này không phá chập trước chỉ cần đổi chấp trước thành danh hiệu là thành công Chưa buông bỏ chấp trước Không thể vượt khỏi luân hồi lục đạo Đến thế giới cực lạc cũng như thế Chúng ta chấp trước danh hiệu Sẽ sinh phàm thánh đồng cư đồ Thị giới cực lạ chỉ có trời người Đông cư độ chỉ có nhân thiền Không có tam ác đạo Không có tu la, la xá, không có Di đà dùng phương pháp này Mới có thể khiến chúng sinh khổ nạn trong lục đạo Chúng sinh nghiệp chướng nặng nhất Thành tựu ngay trong kiếp này Điều này bất khả tư nghị Pháp môn thông thường đều phải dựa vào tự lực mới thành tựu Pháp môn này nhờ tha lực Bản thân mình chỉ cần ba điều kiện tịnh hạnh nguyện Ba điều kiện này Người bình thường có thể thực hiện được chỉ cần họa tin chỉ cần bạn lý giải được quý vị cố gắng niệm phật là có thể thành công nhưng bên dưới có một câu dễ đi nhưng không người thế giới cực lạc thật sự rất dễ đi làm sao lại không người Chúng ta xem những gì đã nói trong hội sơ Tô nhân là đi Gọi là dễ đến Tinh thật, nguyện thiết Thành tâm niệm Phật sẽ được giáng sanh Đó là dễ đến Nhưng ít người tu nhân Người giảng sanh không nhiều Nên gọi không người Người giảng sanh ít tại sao vậy không người tu khiến chúng ta nghĩ rằng pháp môn này pháp môn tịnh tâm thật sự là pháp môn khó tin do đức phật nói ra mọi người không chịu tin thật sự khó tin bản thân chúng ta đã có kinh nghiệm này sáu mươi năm trước ông phương đông mỹ để giới thiệu triết học phật giáo cho chúng ta chúng ta quan hệ đoán nhận là triết học triết học phật giáo nếu nói niệm Phật giảng sanh Chúng ta không thể tiếp nhận Không những chúng ta sẽ không tiếp nhận Mà tiên sinh phương Đông Mỹ cũng không tiếp thu Rất khó tin Rất ít người tiếp thu Người thích lý luận kinh điển Phật học rất nhiều Đó là phần tự trí thức cao cấp Rất quan hỷ khi được tiếp xúc Nhưng bảo họ giảng sanh Bảo họ cố gắng niệm Phật Thì họ không làm được Tôi học giáo lý với thầy Lý 10 năm Không à, tôi... bài xích tịnh độ Cũng đọc kinh luận tịnh độ Đã xem gian sao của Đại sư Ấn Quang Rất khâm phục, khen ngợi Không thể giống hoàn toàn qua nghiêm, pháp qua Khiến mọi người xuyên tâm quan hỷ Trên thực tế Trong kinh tịnh độ rất sâu sắc Phần mở đầu rất đơn giản Tuy mỗi chữ mỗi câu đều mang vô lượng nghĩa Nhưng không phải một người bình thường nào cũng phát hiện ra Bởi thì dễ đi nhưng không người Tôi đã nói rất nhiều lần với các bạn đồng tu Tôi có niềm tin với tịnh độ là nên cảm ơn thầy lý thầy lý nhiều lần khuyên tôi nhân này đã trồng được nhân này trong hội lăng nghiêm pháp hoa hoa nghiêm thấy được gian thù phổ hiền quán âm thị chỉ nhân duyên giảng sinh tịnh độ thù thắng không gì sánh được vì vậy mới cảm động khởi phát lòng tin nơi tịnh độ học những kinh giáo này và giảng được mấy lần như vô lượng thọ kinh lần lượt giảng độ mười lần Từ kinh đó đã được tỉnh ngộ Bồ Tát Giang Thù Phổ Hiền Học giả nội ngoại điện Không ai là không tôn trọng Không ai không ngưỡng mộ Không ai không khâm phục Họ làm sao thành công được Phần cuối kinh hoa nghiêm Phần nhiều là phát nguyện cầu sinh tịnh độ Thân cận Phật A-di-đà Khi nhìn thấy Chúng ta mới hạ tâm mình xuống Không những không hoài nghi Cần học theo Đọc Di Đà Kinh Yếu Dạy mới biết Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thị hiện cho chúng ta Là thanh tựu niệm Phật Nếu không nhờ Đại Sư ngẫu Ích Nhắc nhở Chúng ta đọc Di Đà Kinh mỗi ngày nhưng không phát hiện được Ngài vừa nhắc nhở Vừa đọc Chúng ta đã thấy thật Không phải giả Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Là niệm Phật thành Phật Phần dưới Gia Tường Sứ lại nói chỉ tu mười niệm thành tựu liền được giảng sinh Điều này rất dễ dàng Ở đây nói việc tu hành bình thường Công việc của mình bận biểu Sáng sớm ngủ dậy niệm mười niệm Buổi chiều mười niệm Thời gian không nhiều Chỉ cần quý vị suốt đời liên tục thực hiện như thế Phù hợp điều kiện Tịnh Tông Như lời Bồ Tát Đại Thi Chí đã nói Đều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục Phù hợp điều kiện đó Tạo thành thói quen Đến lúc nào Tự nhiên nhắc đến danh hiệu Phật Chân tâm mong muốn Khi lâm chung có thể được giảng sanh Như lời nguyện thứ 18 Suốt đời chưa bao giờ tiếp xúc Phật Pháp khi gần mất gặp thiện hữu khuyên bảo niệm phật cầu giảng sanh thế giới cực lạ lúc đó bỗng nhiên tin tưởng thấu hiểu phát nguyện này khi lâm mạng chung nhất niệm thập niệm đều được giảng sanh vấn đề từ quá dễ dàng loại người giảng sanh thế này thực có Đại Đức Tổ Sư thường nhắc nhở chúng ta Không nên thắc mắc đó là gì Trong đời này họ chưa gặp duyên Tại sao khi Lâm chung được khuyên bảo Họ liền nghe theo Thiện căn kịp trước Từ đó có thể biết Ngày xưa thiện căn phước đức nhân duyên Họ tu được rất dày đời này không gặp được pháp duyên lúc gần mất mới gặp chúng ta từng thấy năm trước giáo hội phật giáo hoa phủ ở maryland Giúp đỡ trợ niệm lâm chung Cho tiên sinh Chu Quảng Đại Tiên sinh Chu Quảng Đại là một người rất thật thà Mở tiệm bánh bao ở Mỹ Khi gần mất Ông không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào Bác sĩ từ chối chữa trị vì ông bị chứng ung thư Gia quyền hoảng loạn Chạy chữa khắp nơi Cuối cùng tìm đến hội Phật giáo Lúc bấy giờ hội Phật giáo vừa mới thành lập Họ đến tìm chúng tôi Mấy người đồng học đến xem tình hình Rất khó để sức khỏe được hồi phục Vì thế liền khuyên nhủ và nói những điểm hay của thế giới cực lạc nghe chuyện ông rất hoan nghĩ không phản ứng khuyên ông niệm phật giảng sanh ông ta liền khuyên nhủ mọi người trong nhà không nên tìm người chữa trị cho ông nữa mọi người trong nhà nên niệm phật để ông được giảng sanh đây là một điều rất khó sau ba ngày ông ra đi đây là chuyện chúng tôi tận mắt chứng kiến lâm chung nhất niệm thập niệm được sinh nhưng người thực hành rất ít nên nói dễ đi nhưng không người đoạn trước gia tường sớ nói người giảng sinh rất đông nay nói rất ít có vẻ như mâu thuẫn Thật ra không phải Mới đọc qua có vẻ như khác nhau Nhưng thực tị không phải như thế Tại sao? Quý vị phải quan sát từ góc độ Quậy hư không khắp pháp giới Người giảng sanh thế giới cực lạ rất đông Không thể điểm hết Nếu lấy người trên quả địa cầu này mà nói Người giảng sanh thế giới cực lạc rất ít Không phải nhiều Bởi thì người thật sự tín nguyện giảng sinh rất ít Nên nói không người Từ đó có thể thấy Hai vị đại sư Một nói từ góc độ cõi hư không khắp pháp giới Một lấy quả đất để nói Người ở quả đất niệm Phật giảng sanh ít Nhưng từ Pháp giới hư không Những người giảng sanh rất đông Nước đó không trái ngược Tự nhiên được kéo theo Câu đầu Nước đó Nước này chỉ thế giới cực lạc phương Tây Không trái không ngược Với tất cả những người giảng sanh Ở đây tam bội cửu phẩm Đều không trái không ngược Tại sao nói không trái không ngược Nói theo cách mọi người có thể hiểu ngay Chân thành Nghe lời Gắn làm là mọi người hiểu Không ngược lại là chân thành Nghe lời gắn làm là không trái vậy Không phải người như thì Thì rất khó sanh về thị giới cực lạ Phật giáo truyền vào Trung Quốc đến nay đã gần hai ngàn năm Tám tông phái đại thừa Thật sự thành tựu Phải kể đến sự thu thắng của tịnh tông Hai ngàn năm nay Thật sự niệm Phật Thật sự giáng sanh Tính sư chắc chắn Phải vượt qua con số Mười dạng Giảng sanh là thành Phật Quý vị nên nhớ Trung Quốc có mười dạng người thành Phật Phước báo này lớn lắm Không gì sánh được Thêm vào những thành tựu của những tông phái khác ước tính trên ba 000 người à, nhưng... Nhờ tự thân tu tập để thành tựu Thật sự là đoạn phiền não à, Phiền não kiến tư, phiền não trần xa Chắc chắn đã đoạn hết Một số ít còn buông bỏ được khởi tâm động niệm Đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thật không ít Từ điểm này Những người học Phật như chúng ta Xây dựng được lòng tin Chúng ta nói tiên tổ có đức Tiền bối chúng ta Có cội gốc văn hóa truyền thống Hiếu đệ nhân nghĩa Chúng ta đã có nền tảng ý Bởi thì đất nước Trung Quốc Tuy ngày nay đang gặp nạn Tuy có tai nạn Nhưng tuyệt đối không diệt vong Chúng ta đã xem nhẹ Văn hóa truyền thống xưa hơn 100 năm nay Đến lúc tai nạn xảy ra trước mắt Rất nhiều người đã giác ngộ Chính phủ cũng đã chú trọng Đây là một tín hiệu vui Bởi thì chúng ta có lý do Để tin Mảnh đất này, quốc gia này, dân tộc này Tương lai sẽ có tiền đồ sáng lạng Với cách nói đó Người thật sự học Phật Càng phải kiên định lòng tin Đừng hoài nghi Tổ tông có đức Đức đó lại rất sâu dày lời dạy truyền thống đã hơn một vạn năm lời dạy của phật cũng có hai ngàn năm bởi thì không ngược không trái cũng có thể hình dung nhân dân trung quốc chúng ta người dân trung quốc thực thà nghe lời siêng năng rất nhiều không thực thà không nghe lời không siêng năng chẳng qua gần thế kỷ này mà thôi sau mãn thanh mất nước đến trăm năm thế kỷ này người không chân thực ca ngày càng nhiều rất nhiều người không nghe lời rất nhiều người không xuyên mang khi đã giác ngộ chúng ta sẽ thức tỉnh khi còn tại thế thầy lý thường nói với tôi bản thân thầy cũng muốn học thực thà nhưng học không được nói với tôi thực thà rất khó thật thà liên sẽ... quan đến nghe lời siêng năng người thật thà chắc chắn sẽ nghe lời quý vị bảo họ làm thế nào họ sẽ cố gắng hết sức làm theo thông thường chân thành toàn là những người như thế Bởi vậy chân thành đáng quý Tổ ứng quang dạy chúng ta chân thành niệm Phật Cầu sinh tịnh độ Đó là câu nói được nói không biết bao nhiêu lần trong đời ngài Thường dùng nó để khuyên người Giới câu kế tiếp là câu tự nhiên kéo theo Ngày xưa có hai cách nói. Thứ nhất, tên anh nói nước đó không trái sáng trước dễ đi nước đó là chỉ thế giới cực lạc của những người giảng sanh tam bối cử phẩm đều là những người chân thật Bất nghịch là chân thật Không phản nghịch Không làm trái Không phản nghịch Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Không làm trái giáo huấn Của Tổ Tông đời kiếp nào cũng tuân thủ nếp sống này chúng ta vẫn có thể chứng kiến ở vùng nông thôn nhật bản người nhật bản rất bảo thủ thời xuân thu chiến quốc Ở Trung Quốc Văn hóa truyền thống Được truyền đến Nhật Bản Mãi đến hôm nay vẫn được bảo lưu Nhất là nông thôn Chúng ta thật cảm động Thật không phục khi nhìn thấy Tự nhiên kéo theo Sáng trước không người Làm sáng tỏ phần trước đã nói Dễ đi nhưng không người Biểu lộ ở câu Chúng sinh ta bà Quân tập lâu đời cái triền Cái là ngủ cái Triền là phiền não Phiền não trói buộc Ngủ cay là ngủ ấm Sắc thọ tưởng hành thức Cửu tập là rất lâu Một thời gian dài đã trở thành tập quán đó tập quan phiền não trong đó là tham sân si mạng nghi bên ngoài là tình cảm là oán hận não nộ phiền kết quả là sát đạo dâm dòng tưởng làm nên những thứ đó tạo những nghiệp này tự nhiên bị trói buộc không thể đi được những tội nghiệp như thi ngăn trở ngăn trở một cách tự nhiên quý vị không thể tu tịnh độ không thể giảng sanh nên ở đó không người Phần tiếp theo là chú thích của Niệm lão. Sự nói cực lạc những người giảng sanh không ai làm trái. Cực lạc là thập pháp dư. Quê cũ của tất cả chúng sinh. Muốn đi là đến Sao lại làm trái được Nên trước nói dễ đi Tất cả chúng sinh lục độ Quốc độ chư Phật Chúng ta cũng không ngoại lệ Muốn đi là đến Dễ đi Nhưng chúng sinh cõi ta bà Đã lâu bị trói buộc trong phiền não Tự nhiên bị chúng trói buộc Không biết từ bỏ làm sao giảng sanh nên nói không người Đây chính là tự nhiên bị trói buộc không đi được Nên ở đó không người Thế giới ta bà chúng ta thật sự rất dễ đi Nhưng họ không muốn đi quý vị nên lưu tâm ở điểm này họ không muốn đi tại sao không muốn đi chưa thấu hiểu thế giới cực lạ lạ lắm chưa biết phật a di đà từ đó mới hiểu Giới thiệu rộng rãi là việc cần thiết Chúng ta phải giới thiệu thật tương tận Thế giới cực là Phật A-di-đà đến với mọi người Có lý quá tình Sau khi nghe xong họ không thể không tin Như thế mới dễ dàng được những việc như thế cần những người đời sau chúng ta thực hiện chúng ta làm sao thuyết phục người khác điều kiện rất đơn giản phải thuyết phục ta trước thì sẽ thuyết phục được người khác nếu bản thân chúng ta không tin Ta làm sao bắt người khác tin Bản thân chúng ta còn do dự Làm sao người khác tin tưởng Đây là điều Thế Tôn thường nói trong Kinh Muốn độ người trước phải độ ta Bản thân chưa độ làm sao độ người Đây là đạo lý hiển nhiên Thế Tôn dạy chúng ta Mạc Pháp còn 9.000 năm Sau 9.000 năm đó Chúng ta đã chứng kiến một cách rõ ràng Phật Pháp suy đồi thật sự suy công tá các phái đều không có người mà ngoài tịnh độ ra đều chủ trương đoạn trừ phiền não làm sao đoạn trừ được phiền não ai chịu đoạn Người nào có thể buông bỏ tham tài, tham danh, tham sắc thì khuyên người đó buông bỏ Chúng tôi nghĩ không thể được Đúng như những gì Phật đã dạy Mạc Pháp tịnh độ thành tựu Trong kinh đại tập Phật dạy chúng ta Sau khi Phật diệt độ Thời kỳ chánh Pháp Chánh Pháp một ngàn năm Một ngàn năm đầu Giới luật thành tựu tượng. tượng Pháp một ngàn năm Thời tượng Pháp thiền định thành tựu Mà Pháp một dạng năm Trong một dạng năm đó Phật dạy tịnh độ thành tựu tịnh độ là con đường lớn đường lớn không điểm cuối nếu không có những cuốn sách hay làm sao có thể bảo người tin được đây là Chúng sinh dùng hoa hạ có cảm Nên Bồ Tát có ứng Nên xuất hiện lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập Cho chúng ta kinh vô lượng thọ Vô lượng thọ là bộ kinh Phật đã tuyên giảng nhiều lần Rất nhiều bản dịch Và ông đã hội tập lại Trong năm bản dịch khác nhau Dùng nguyên bản này để chỉnh lý thành bản hội tập Chúng ta thường gọi tập đại thành Là bản được làm Giới thiệu y chánh tra nghiêm Phương Tây Gián tự rõ ràng Dễ hiểu Đối với tất cả Nguyên bản dịch cũng được Bản hội tập cũng tốt Bản tiết hiệu cũng tốt Đến nay tổng cộng chín bản Đang bày trước mắt quý vị Tôi tin Đây là bản khiến mọi người thích thú nhất Đây là cuốn kinh đầu tiên được chỉnh lý Đọc bản này coi như đọc năm loại bản dịch kia Những tinh hoa cốt yếu của năm bản đều nằm trong đó Không thiếu câu nào Đây là điều rất khó thứ hai ở đây đều có cảm chúng sinh có cảm Bồ Tát Phật có ứng nên đã xuất hiện Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ truyền nhân của Hạ Liên Cư đã hội tập cho chúng ta một bạn chú giải thầy hội tập kinh kinh có năm loại còn ông đã hội tập Chú giải cho chúng ta Bao nhiêu loại 193 loại Một lục ở sau 193 loại kinh luận Chú sơ Trước thuộc của các đại đức xưa Dùng chừng đó kiến thức để giải thích kinh văn cách người xưa dùng đó gọi là tập giải tập giải không phải do bản thân một người làm ra nó tập hợp giải thích của rất nhiều người chúng ta xem bản này quý vị thấy mỗi chương đều dẫn chứng rất nhiều tư liệu để tập giải rất khó Giảng giải thấu đau mỗi chữ mỗi câu trong bản kinh Bản này chúng ta in, chúng ta khẳng định Không hoài nghi Đây là nhân duyên giảng sanh thành Phật Của tất cả chúng sinh được độ Trong 9.000 năm thời mạt Pháp người học phật chúng ta có bản này là đủ công lực dường như nằm cả trong cuốn này rất thiết thực đem hết tâm trí đưa tất cả tinh thần sức lực vào cuốn này bản này xuyên suốt tất cả thử xem tất cả những bộ kinh lớn quý vị sẽ thấy được đại tự tại vì sao trí tuệ khai mở bất kể đọc bộ kinh luận nào chắc chắn sẽ không còn chướng ngại Quý vị có năng lực để hoàng tông hoàn giáo Có cầu một kinh thông sẽ thông tất cả kinh Công phu của bạn được dùng trong bộ kinh này Bộ kinh này đã được thông thì thông tất cả Đây chính là đường tắt phương pháp nhanh nhất Ít nhất mất 10 năm Học dẫn của người xưa Trong lễ ký có 7 năm tiểu thành 9 năm đại thành Đấy là Pháp Thế gian nhưng trong đó còn có một bí quyết quan trọng Chưa thể tuyên bố rộng rãi cho mọi người Đó chính là cội gốc Ba cội gốc nho thích đạo Nếu học Phật phải chú ý bốn cội gốc Nếu coi thường bốn cội gốc này Bạn không thực sự dụng công ở lĩnh vực này mười năm vẫn chưa thành tựu giống à, như chúng ta xây một căn phòng cội gốc là nền móng nền đất à, cần bao nhiêu đúng. thời gian để xây dựng nền móng này một năm là ổn nền móng của quý vị đã vững vàng à, trong một năm đó phải áp dụng đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp sai di luật nghi phải thực hành nó đây không phải niệm không phải học thuộc cũng không phải nói mà phải bắt tay thực hiện quyết chí làm theo thực hiện một cách thiết thực quý vị thực hiện được những điều đó là đã cảm ứng đạo giao với chư phật bồ tát Dùng điều gì để cảm Là bốn thứ đó để cảm Chư Phật Bồ Tát sẽ có ứng với quý vị Nếu không có cội gốc này Quý vị phát nguyện này Cũng được Bồ Tát thấy thì cũng quan hệ Tại sao quý vị không thực hiện được Nói cách khác Quý vị đã không khởi tác dụng cảm ứng với chư Phật Bồ Tát phải có nền tảng này Quý vị phát tâm này Chư Phật Bồ Tát gật đầu Quý vị làm được Ngài sẽ gia trì Quý vị không có năng lực này Không thể gia trì được Có gia trì cũng không tác dụng đây là vấn đề những người đồng học muốn được thành tựu ngay trong kiếp này không thể không biết căn bản của căn bản là đệ tử quy đừng bao giờ coi thường người khác làm hay không đó là việc của họ không liên quan đến mình trong kiếp này ta muốn thành tựu Vậy không thể không làm Quý vị không làm Không muốn thành tựu Đó là điều đã nói ở đây Dễ đi nhưng không người Điều nghe được Phải nghe đệ tử quy trứ Thái lệ hút đã nói chi tiết Có lẽ đến 40 tiếng Có phải 40 giờ không? Nghe hai lần Là có thể áp dụng được Áp dụng Cảm ứng thiền Cuối cùng áp dụng thập thiện nghiệm Khi có nền tảng này rồi Rất dễ thực hành sa-di luật nghi Bởi vậy bốn môn công khóa này Một năm là có thể thành tựu Nếu thật sự muốn ganh giá Sứ mạng phục hưng Phật Pháp Đại Thừa Còn một bí quyết nữa Quý vị nhất định phải nắm lấy Đó là văn cổ Đây là công cụ Bởi vì kinh điển chủ sư đều được viết bằng văn cổ Nếu không tu dưỡng văn cổ Quý vị sẽ gặp trở ngại với lối văn tự này bởi thế ít nhất cũng phải học văn ngôn Ngày trước Thầy Lý đã dạy chúng tôi cách học văn cổ như thế nào Học thuộc Lúc bấy giờ Thầy Lý dạy chúng tôi Muốn học thuộc Nên đọc thuộc lòng 50 thiên cổ văn Quý vị sẽ giảng giải được Đọc thuộc được sẽ có khả năng đọc văn cổ sẽ không gặp rắc rối khi đọc văn cổ đọc thuộc một trăm lần tụng thuộc một trăm lần bạn sẽ viết được văn cổ đọc thuộc năm mươi lần mỗi tuần học một lần một năm sẽ xong muốn học một trăm lần cần hai năm thời gian hai năm có thể hoàn thành quý vị không những có thể đọc gian cổ mà còn biết viết một cách thành thạo loại văn này đây thuộc về công cụ không có công cụ này ta không đủ điều kiện này ngày trước những vấn đề này từ tuổi nhi đồng đã được hoàn thành Bởi thì chúng ta thi năm đầu dân quốc Tập làm văn của học sinh tiểu học Tôi thấy ở chỗ chúng ta cũng có in Mọi người có thể tham khảo Đây không phải tất cả Mấy năm trước tôi đã giữ lại mười mấy bản hay dọn nhà nên dứt đi Còn lại hai bạn Tôi mang hai bạn đó đóng thành tập nhỏ Thật đáng tiếc Nhưng đây là để mọi người cùng xem Xem quý vị sẽ hiểu được trình độ quốc văn của học sinh Năm đầu dân quốc Sẽ thấy Sinh viên đại học văn khoa ngày nay không thể viết được như thế Tôi thường nói một cách khẳng khái Quốc dân đã rơi xuống nghìn trường Quý vị đọc sẽ thấy đây không phải là chuyện đùa Tại sao Từ nhỏ đã dạy trẻ con học thuộc những cuốn này Lên 4 năm tuổi đã dạy chúng nó học thuộc Học thuộc đến 10 tuổi Cội gốc đã rất dững chải 11, 12 tuổi đã biết viết văn Ngày nay chúng ta không chú trọng cách học này nữa Mỗi người đều có thể học Xem nhẹ cách học này Không ai chú ý Lớn tuổi sẽ rất khó khăn Ngày trước Thầy Lý đã nói Trước 30 năm còn được Quyết hạ công phu vẫn có thể thành công Ngày xưa thân phụ Tô Đông Pha là Tô Lão Tuyền Hơn 20 tuổi mới dương lên học tập Ông cũng trở thành một trong Tám nhà văn lớn đường Tống Lúc đó hình như Tô Lão Tuyền đã 27 tuổi mới dương lên học tập Vậy thì đây cũng là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta hai người con của ông trong tám nhà gian lớn thời đường tống cha con ông đã chiếm hết ba vấn đề không gì khác ngoài những điều trong kinh đã nói dũng mãnh tin tấn dám làm Trong Phật Pháp nói Tất cả chúng sinh Trí tuệ Đức năng tướng hảo đều giống nhau Không sai khác Chỉ vì chúng ta bị che lấp bởi tập khí phiền nào Vì thế mới có sai bị Trên thực tế vẫn giống nhau Mỗi người đều là Phật Mỗi người đều là Thánh Hiền Chỉ cần chúng ta tỉnh ngộ Không bị lôi kẹo bởi phiền não Chúng ta sẽ thành tựu Bị phiền não che lấp Che lấp lâu ngày Tự nhiên bị nó lôi kéo Đi ngược tự tánh Tất cả những thứ này là nguyên nhân của luân hồi lục đạo nếu quý vị đọc kỹ sẽ thấy niệm lão nói rất hay tổng kết người cõi ta bà bị phiền não che lấp lâu ngày tự nhiên bị nó lôi kéo không chịu rời bỏ câu nói này nghe rất đau lòng không biết xa rời không biết buông bỏ nó xa rời là buông bỏ làm sao giảng sanh cho rằng thế giới cực lạ là lý tưởng không phải sự thật không tin vào đó bởi vậy không có ý niệm cầu sinh tịnh độ nên nói không người thứ hai ngoài ra sư pháp trú nói cái gọi là tự nhiên bị lôi kéo nhân tròn quả chính Do không giả công dụng tạo nên Gia tường nói Tu nhân dẫn đến chiêu quả Do quả này lôi kéo dậy Ý nghĩa hai cách nói của hai ngài gần giống nhau Khiếu là gì? Thường gọi là khiếu yếu Khiếu diệu Khiếu môn quyết khiếu Khiếu có rất nhiều nghĩa như thế Có nghĩa ẩn dụ tình yêu Xảo diệu phù hợp mẫu chốt Đọc lời giải thích của niệm lão ta hiểu ngay Nên dùng nó để nhấn mạnh ngữ khí tu nhân Dẫn đến kết quả tông chỉ của hai vị pháp sư ở đây giống nhau, đều nhắm đến tu nhân được quả, tự nhiên được giải sanh. Tuy những gì đã nói trên đây không giống nhau, nhưng đều thuận ý kinh, đều có thể giải thích ý kinh nói rất thông. Tu nhân được quả Quý vị tu nhân gì sẽ nhận được quả đó Nếu tu nhân Pháp Thế gian Cái nhận được là quả Thế gian Tu thiện nhân được thiện quả Tu nhân ác được quả ác Chắc chắn như thế nếu bạn chuyên tu tịnh độ Làm gì có chuyện không giảng sinh Ngày nay chúng ta khó gặp tịnh độ Đây là duyên phận rất khó sanh Chúng ta có được một bản hội tập rất tốt này Có được bản tập giải thật chi tiết này Sau khi đọc xong Chúng ta sẽ khởi tâm tin tưởng tịnh độ Về lý tất nhiên không thể hoài nghi Thông đạt rồi Về sự chắc chắn sẽ có những việc như thế này Hướng gì Những nhà khoa học hiện đại đã phát hiện rất nhiều những điểm mới Tương ứng với những gì trong Kinh Phật nói có thể dùng khoa học để giải quyết những vấn đề này để giải thích khiến chúng ta tin sâu không nghi ngờ tu học tịnh tâm là làm thế nào khởi tính tâm giới kinh vô lượng thọ y chánh tra nghiêm phương tây đây là việc lớn đứng đầu sau khi tính tâm mới khuyên quý vị phát nguyện đây là chuyện quan trọng thứ hai có đứng đầu việc thứ hai không khó việc lớn thứ nhất nếu gặp trở ngại thì không thể phát được nguyện tất nhiên quý vị càng không thể tu hành thực tâm phát nguyện quyết tâm niệm phật người quyết tâm niệm phật chắc chắn đổi tâm thành phật a di đà phật a di đà là tâm ta tâm ta là phật a di đà người này chắc chắn sẽ được sinh không chút hoài nghi tại sao tất cả những ý niệm của quý vị là vọng niệm không ra được luân hồi lục đạo thiện niệm của quý vị quả báo là tam thiện đạo những ý niệm bất thiện của quý vị là quả báo tam ác đạo không ra được vậy nổi lên niệm đó để làm gì tại sao không khởi lên ý niệm phật a di đà mỗi niệm đều là phật a di đà quý vị sẽ giảng sanh tịnh độ sanh đến tịnh độ quả là hy hữu chỉ cần giảng sanh sinh đến thế giới cực lạc là đã thành tựu Bồ Tát bất thối chuyển như trong kinh nói Ngang với Bồ Tát Pháp Thân Đúng là việc hiếm có khó gặp Nhưng không khó dễ đi Chỉ cần chúng ta quyết đi là được vì thế nhận thức đúng là quan trọng nhất từ tiết thanh minh năm ngoái chúng ta bắt đầu giảng bộ kinh này chúng ta mệnh danh hoạt động lần này là diễn nghĩa đại kinh giải diễn nghĩa Độ khoảng Mười tháng sẽ hoàn tất Hiện đã hơn một ngàn giờ Đây là lần dạng chi tiết Mục đích là Giúp chúng ta xây dựng lòng tin giúp chúng ta sanh khởi đại nguyện cầu sinh tịnh đồ nói theo nhà phật giúp đỡ những chúng sinh quá duyên nhanh chóng làm phật đến thế giới cực lạc làm phật không làm gì khác chúng ta mãi mãi thoát khỏi luân hồi lục đạo diễn diễn thoát ly thập pháp dự quyết định thành tựu ngay trong kiếp này tiếp theo là hai câu từ bỏ như hư không siêng năng cầu đạo đức quyên Là từ bỏ Quyết tâm từ bỏ Không cầu thế gian Tâm muốn không tịch Sạch sẽ tinh khiết như hư không Nên nói Từ bỏ như hư không Lời giải thích rất hay Rất rõ ràng Rất minh bạch Nếu chúng ta Không cầu thế gian Không cầu cạnh người khác Thật sự đã buông bỏ hoàn toàn buông bỏ thế gian này tại sao chúng ta không còn trở ngại khi giảng sanh nếu vẫn còn một thứ chưa buông bỏ tự nhiên bị nó lôi kéo Chứ ngại cho việc giảng sanh Cái khó buông bỏ nhất của thế gian Đứng đầu là tình cảm Kỳ đến là tài sản thứ ba là địa vị danh dự địa vị gọi chúng là danh lợi nếu nói thành hai thì đó là tình chấp và danh lợi Đây chính là chướng ngại lớn nhất Người đời khó buồn bỏ Những thứ này Lôi kéo quý vị Đời đời kiếp kiếp Luân hồi trong lục đạo Nếu không làm sáng tỏ Rõ ràng thì làm sao buông bỏ được người thật sự có trí tuệ không như thế họ thấy rất rõ ràng tại sao nhìn người khác quay đầu nhìn lại bản thân người khác là một mặt của tấm gương tự mình không thể thấy được mình quý vị quan sát những người khổ nạn trong thế gian luân hồi lục đạo ở đâu địa ngục ngã quỷ ở đâu ngày trước mặt chúng ta đã trải qua những ngày tháng ra sao chúng ta quan sát tất cả những khởi tâm động niệm của những chúng sinh ra sao lời nói hành động thế nào. Chư kinh Phật thuyết địa ngục tập yếu. Giờ chúng ta tóm tắt từ hơn hai mươi loại kinh luận từ Đại Tạng kinh. Đọc cuốn đó, quan sát môi trường hiện tại là có thể thấy rõ cuốn sách đã giúp chúng ta những gì giúp tâm chán ghét chúng ta càng mãnh liệt giúp chúng ta không cầu thế gian tâm hoài không tịt nên giờ này tâm chúng ta nhớ nghĩ di đà Xa xẻ tinh khiết Giống như hư không Phải tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Trong lòng chỉ có di đà Không nghĩ thứ khác Nên nói Tâm buông bỏ như hư không Nghĩa là buông bỏ dạng duyên Nghĩa như vậy đó Đạo đức chánh pháp Quay là đạo đắc đạo không để mất gọi là đức tâm không mất đạo đấy gọi là đức siêng năng cầu đạo đức chúng ta dùng phương pháp nào nhất tâm chuyên niệm a di đà phật nghĩa là siêng năng cầu đạo đức chủ thích nói có nghĩa là nhất niệm đơn đề giống như những gì chúng ta nói Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là nhất niệm đơn đề Chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà Nhất tâm chuyên niệm Có thể được trường sinh, sống lâu và vui vẻ không giới hạn Thế gian không thể có phép trường sinh thật sự Chỉ có giảng sanh Mới được trường sinh Chỉ có giảng sanh mới thật sự trường sinh. Thế giới cực lạc phương Tây là vô lượng thọ. Trước là vô lượng của hữu lượng, sau cùng thông đến vô lượng của vô lượng. Thế nào là vô lượng của hữu lượng Ba độ trước của bốn độ Là vô lượng của hữu lượng Thường tệt quan sao là vô lượng của vô lượng Thật báo độ thông thẳng đến thường tịch quan Không chứa ngại trong đó Thật báo độ là tập khí vô thị vô minh Khi đoạn tận tập khí vô thị vô minh Trong thật báo độ Thương tịch quan sẽ có mặt Thành tựu ngay trong một kiếp Không đợi kiếp sau Viên mạng rốt ráo ngay trong một kiếp Nên nói trường thọ và an vui không biên giới Ta đọc tiếp phần Kinh nói Ở nước đó có vô số thanh văn Trời người Sống lâu vô lượng Nước ở đây là nói thế giới cực lạ Không khổ nạn Chỉ có niềm vui Thấy Phật nghe Pháp tu tập tùy ý đến lúc thành Phật Nên nói sống lâu và an vui không biên giới đây là sự thật sự thật một trăm phần trăm tại sao chúng ta không từ bỏ mạng sống tạm bợ trước mắt thế gian này cực kỳ ngắn ngủi nhưng lấy thời gian ở thế giới cực lạc là quá đủ Chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ những lời kinh dạy Lòng tin không trái ngược Không một chút hoài nghi Những người tu tịnh độ chúng ta cần bao nhiêu thời gian Nói để quý vị biết một năm là đủ Một năm là đủ để thực sự nắm bắt được tịnh độ Tại sao? Tâm quý vị không còn tạp niệm Trong tâm toàn Phật A-di-đà Người xưa thường dùng thời gian 3 năm Để từ từ đào thải tất cả những tập khí phiền não trong tâm Kinh à, Di Đà dạy chúng ta khúc chiết rõ ràng hơn Bao lâu? Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến bảy ngày Là thành tựu Chúng ta xem trường hợp Pháp Sư à, Doanh Kha đời nhà Tống có chuyện về Ngài được viết trong giảng sanh truyền Tịnh độ Thánh Hiền Lục Ngài chỉ mất ba hôm Quyết tâm niệm Phật không kể mạng sống Cầu Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mình Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ Ngài thật sự cầu được Phật A-di-đà đến Phật A Di Đà từ bi nói với ngài, chân tâm không phải vọng tâm. Nói với ngài, con sống thêm 10 năm nữa, nên cố gắng tu tập, 10 năm nữa ta sẽ đón con. Ngài bạch Phật, không cần sống thêm 10 năm. Bây giờ con đang muốn đi. Vì căn tánh xấu xa của con rất nặng, có nghĩa tập khí phiền não nặng không chịu được cám dỗ bên ngoài nếu còn 10 năm nữa không biết sẽ làm bao nhiêu việc xấu xin phật a di đà từ bi không muốn kéo dài cuộc sống nữa phật bèn mang ngài đi phật nói với ngài ba ngày nữa ta sẽ đến đón con quả nhiên ba hôm sau ngài mất Điều này cho thấy Những điều Kinh Di Đà nói Một ngày đến bảy ngày là không sai Là sự thật Bởi thì mạng sống chúng ta còn lại trên thế gian này Ở lại thế gian để làm gì? Để khuyên mọi người Tu tịnh độ Nếu không vì việc đó ở lại thế gian không còn ý nghĩa gì Những tông phái khác của nhà Phật Không có ai tu thành công Đây là sự thật không phải giả Khi tôi mới học Phật Điều trong tâm tôi ngưỡng mộ là Hoa nghiêm Pháp Hoa bác nhà lăng nghiêm những đái kim đại kinh đại luận đó sưu tập rất nhiều những cuốn đó sau khi biết tịnh độ tông rồi không làm nữa tại sao ngày thời gian không kịp Sau khi biết rồi liền nhất tâm Cầu giảng sanh Nếu Phật Bồ Tát cho tôi sống thêm vài năm Tôi biết sẽ không làm những việc gì Ngoài để tôi giảng giải nhiều hơn bộ kim này Khuyên nhủ mọi người nhiều hơn đây chính là ý nghĩa của việc sống trên đời. Tại sao phải sống? Ngày nào không giảng kinh ngày đó không còn sống. khi Thế tôn còn tại thế Sau khi khai ngộ Trước lúc viên tịch 49 năm Chưa có ngày nào không giảng kinh Chúng ta nên biết Giảng kinh là Tuyên dương chánh pháp Khuyến hóa chúng sinh Thật sự thành tựu pháp môn vô thượng đó Là niệm Phật câu sinh tịnh đồn viên mãn ngay trong kiếp này nước kia có tên cực lạ an dưỡng an lạc tất cả những danh từ đều chỉ thế giới cực lạc phật kia có tên vô lượng thọ vô lượng quan thắng diệu như thị lý ứng mong cầu những câu này rất hiền quý vị xem danh xưng của nó thì giới cực lạc, thì giới an lạc, thì giới an dưỡng. quý vị có muốn đi chăng? cần đi chăng? nên đi chăng? chúng ta theo một người thầy, danh hiệu người thầy là vô lượng thọ. vô lượng thọ là đức, vô lượng quan là tuệ, trí tuệ. đạo đức của ngài trí tuệ của ngài vô lượng phật pháp gọi đức tướng là vô lượng thọ trí tuệ quang minh ở đây dùng vô lượng quang để biểu thị Trong kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn dạy chúng ta Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Thọ là đức tướng Trí tuệ là quan Thầy giáo đầy đủ ánh sáng thọ mạng Bởi thì phần dưới nói Lý ưng hân cầu Theo lý mà nói Chúng ta nên vui mừng Nghĩa là vui vẻ Nên cầu xin Mong muốn thân cận Phật A-di-đà Mong muốn cầu giảng sinh tịnh độ Cõi dư ta bà Nên rời bỏ nơi ngày nay chúng ta đang cư trú nơi chúng ta được sinh ra này xã hội loạn lạc mức độ tai nạn trên quả đất liên miên có người đồng học Liệt kỳ mấy tháng gần đây Toàn thế giới đã xảy ra tai nạn Những tai nạn khủng khiếp Đưa tôi xem Tất cả những đề mục Tin tức báo diệt Báo mạng đưa tin Không có nội dung Chỉ là những đề mục Tháng sau Cao hơn tháng trước Những tư liệu họ đưa cho tôi là Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 Tháng 7 mới qua được nửa tháng Hơn nửa tháng một tỷ Nhưng đã gần 100 vụ Thật đáng sợ trong nửa tháng đó đã xảy ra hơn 90 vụ, gần 100 vụ. À, Riêng tháng 3 đã có 40 vụ, tháng 5 hơn 50 vụ. Tháng sau, nhiều hơn. Hình như 3 tháng. 3, 4 năm tổng cộng hơn 170 vụ Tháng này mới hơn nửa tháng đã xảy ra hơn 90 vụ Chỉ nửa tháng này Mức độ tình tức tai nạn trên toàn thế giới tăng lên sau mỗi tháng tính chất mỗi tai nạn ngày càng nghiêm trọng chúng ta nên rời bỏ hay không cõi dơ ta bà rất nên rời bỏ sao lại tham đắm chuyện tục thế gian ồn ào lo nghĩ vô thường nhiều nhiều ồn ào vậy huyên là lớn tiếng cãi già suốt ngày ồn ào đây là dĩ do ở đây chỉ trạng thái danh vật huyên nào mở mắt để danh vật kiểu tâm lý đó Trong lòng mỗi người Đều mang nỗi ưu tư Sợ sệt Phiền não Triếu nặng sợ được Sợ mất chúng ta đang sống trong thời đại này trong môi trường thế này với người thực tâm tu hành không phải là chuyện xấu tại sao mang đến cho bạn những cảnh báo lớn nhất khiến bạn chán ghét ta bà mong cầu cực lạc khiến ta không thể không buông bỏ Hoàn cảnh bắt chúng ta phải buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Quả nhiên được giảng sanh Đây là chuyện tốt, đây không phải chuyện xấu Người đời tham lam tất cả Ôm ấp lòng dục đây là tâm trạng của người thế gian muốn ôm ấp tất cả những gì có được giữ được hay không không thể thật sự vô thường mấy người nhận thức được vô thường Nếu nhận thức được vô thường Thì họ đã không lo lắng Họ đã không sợ sợ Tâm họ được an Tại sao? Đã hiểu được chân tướng sự thật Dạng pháp vô thường Không pháp nào thường Chân thường Cái gì mới chân thường thật sự chân thường là thường tịch quan nói thẳng ra bốn độ của thế giới cực lạc chỉ thường tịch quan độ là chân thường thế giới chúng ta đây cũng thiệt bốn độ của như lai thích ca mâu Ni phật thường tịch quan độ là chân thường còn ba cõi kia thật báo độ phương tiện độ đồng cư độ đều là vô thường thay đổi lớn nhất là luân hồi lục đạo phàm thánh đồng cư thay đổi lớn nhất Thay đổi trong từng sát na Thay đổi nhỏ là Phương tiện hữu dư đồ Pháp giới tử thành Cũng biến hóa Biến hóa nhỏ Thanh văn nguyên giá Bồ Tát Phật Thời báo trang nghiêm không biến hóa Nó tồn tại bao lâu Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết Ba A Tăng Kỳ Ký Tuổi thọ chúng ta Người trường thọ không hơn 100 tuổi Rất ít người hơn 100 tuổi Những vấn đề như thế chúng ta đã học trong kinh điển rất nhiều Đoạn trừ tập khi vô thủy vô minh Thì thật báo độ không còn Thời gian đoạn tập khi vô thủy vô minh Ở thật báo độ là ba a tăng kỳ kiếp Ba a tăng kỳ kiếp được gọi là vô lượng thọ Có người trên thế gian này Thường chúc phúc người khác Muôn năm Muôn muôn năm Muôn năm muôn muôn năm So với ba A tan kỳ kiếp Sẽ thua rất xa Bởi thì Ngài thật sự là vô lượng thọ Khi đoạn đường vô minh vô thị Thì sẽ nhập vào thường tệp quan độ đó mới thật sự là vô lượng thọ Ở thế giới cực lạc phương Tây Phần trước chúng ta đã nói Từ vô lượng thọ của hữu lượng đi thẳng vào Vô lượng thọ thật sự Những cơ duyên này Ngày nay chúng ta đã gặp quý vị thấy may mắn không? thật không dễ. chỉ cần chúng ta quyết tâm nắm bắt kiếp này chúng ta sẽ thành tựu. bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, tập trung tư tưởng ba ngày ba đêm. quý vị còn muốn ở lại thế giới này hay muốn đến thế giới cực lạc? chúng ta tự lựa chọn. Nếu chọn thế giới cực lạc phương Tây Thì nên bỏ tất cả tiếng thơm lợi dưỡng Thất tình ngũ dục Tập khí phiền não Chắc chắn sẽ được giảng sinh Mấy câu sau của niệm lão đã nói rất ý dị Người đời tham lam tất cả Ôm ấp lòng dục Thật sự vô thường Vì thế nên lo Nhưng lo vẫn không ai giúp Không ai giúp được vì thế đưa ra những điều sau nghĩa là phẩm tiếp theo khuyến dụ sách tấn phẩm chi toàn văn dẫn chứng từ đó phẩm này nêu rõ diệu đức tịnh độ khuyên cầu giảng sanh thọ tạc vô cực là phẩm thư 32 Giới thiệu Y chánh tra nghiêm của thế giới cực là Nói rất hay Mục đích của nó là khuyến khích chúng ta Phát nguyện cầu sinh tịnh độ Phẩm tiếp theo dạy rõ ác khổ ở ế độ để biết xa lìa nói cho chúng ta biết tình hình thực tế thế giới chúng ta hiện đang sống để chúng ta hiểu nên buông bỏ Phẩm tiếp theo, Phẩm Thư 33, Khuyến Dụ Sách Tân Phần trước có đưa ra thí dụ Phẩm trước nói rõ điểm thù thắng siêu tuyệt của thế giới cực lạc như Tịnh định an lạc, khiến mọi người ngưỡng mộ, phát nguyện cầu sinh Đây là phẩm trước Phẩm thứ 32 Thỏa lạc vô cực Nói rõ Y chánh tra nghiêm Của thế giới cực lạc Y là môi trường Môi trường sống Môi trường học tập Siêu tuyệt thù thắng Chánh báo Đặc biệt giới thiệu thầy giáo Trí tuệ của thầy giáo Đức tưởng cứu cảnh viên mãn Của thầy giáo Vô lượng quang nghĩa là vô lượng trí tuệ Vô lượng thọ là đức tượng vô lượng Có một ý rất quan trọng ở đây Chúng ta sinh đến thế giới cực lạc Tướng hảo chúng ta chói sáng Giống như Phật A-di-đà Khi chúng ta ở thế giới cực lạc phương Tây Môi trường cư trụ giống như Phật A-di-đà Môi trường học tập như Phật Đó là thế giới bình đẳng Môi trường thanh tịnh bình đẳng Tuy đại chúng đến từ mười phương thế giới khác nhau Giáng sanh đến thế giới cực lạc là... Nhưng khi sanh đến thế giới cực lạc là đều đối xử với nhau rất thuận hòa tất cả đều không phân biệt chập trước, tâm địa mọi người thanh tịnh bình đẳng bởi thế nên có tên thế giới cực lạ thực sự Bốn chữ Tịnh Định An Lạc đã mô tả đúng y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Mỗi nơi ở thế giới cực lạc, quý vị có thể nhận thấy, có thể thấy, khuyên chúng ta phát nguyện dạng sanh. Ở phẩm thứ 33 này là Khuyến Dụ Sách Tấn. Nói về ta bà dư ác Nói tình hình thực tế của thế giới chúng ta Nghiệp chúng sinh nặng Nghiệp chứa những người sống ở thế giới này rất nặng Ba độc rực chạy Ba độc là tham sân si Nơi thế giới ta đang sống Xã hội này Ba độc này có thể đổi thành năm Năm độc Thêm những gì ngạo mạn Hoài nghi Nó rất phiền phức Tham sân si mạng nghi rực cháy Vì hoặc tạo nghiệp. Vì mê lầm nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp chính là sát đạo dâm vọng Trong năm giới còn có uống rượu. Sát đạo dâm vọng tưởng. Đó là tạo nghiệp. Vì vậy khổ báo không cùng Những gì chúng ta đang thọ là quả báo. Đời sau thì sao? Đời sau là quả báo. Quả báo là chìm trong bể khổ, đau không thể tả. Bể khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tại sao vậy? Tâm tham là nhân của cõi quỷ Quỷ tham nhật Người tham lam phải đến cõi quỷ Sân hận là nhân của địa ngục Trong địa ngục không có ai không giận dữ ngu si là nhân của súc sinh Trong lòng quý vị đầy dẫy tham sân si mạng nghi Sẽ đi đến đâu? Đến ba đường ác Ba đường ác là bể khổ Chìm trong bể khổ Đau không thể tả Nên thương cảm khuyên thoát ly Ai ở đây là thương cảm xót thương phật bồ tát thương yêu chúng sinh giáo hóa chúng sinh diêu giác chúng sinh nên phải rời bỏ khuyến dụ chúng sinh bỏ ác làm lành tinh tấn hành đạo cầu sinh an lạc đây là Ý chính của phẩm kinh này Trong đó Phật đã giao quân Hiển dụ Mong chúng ta Thật sự bỏ ác Bỏ nghiệp ác Không nên tạo nghiệp ác nữa Nói cách khác Nhất định phải trì giới không giết, không trộm, không dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong nội tâm đây là nhân của tất cả những điều a, nghĩa là phải buông bỏ tất cả những tham sân si mà nghiệp. Về mặt tình cảm Nên buông bỏ Oán hận não nộ phiền Chúng ta sẽ có cảnh giới Tịnh định an lạc Nếu buông bỏ được ba thứ này Thì tâm trung tâm mới thật sự thanh tịnh Tịnh định an lạc Thân tâm an ổn Tự tại an vui Đó là điều Phật dạy chúng ta ở đây Bỏ ác là tiêu cực Tích cực là hành thiện Thiện căn bản là Ba cội gốc nho thích đạo Rất cụ thể Đệ tử Quy dạy chúng ta 113 việc Cảm ứng Thiên về chúng ta nhân thiện quả thiện Nhân ác quả ác Tất cả có 190 điều Thập thiện nghiệp đạo bày cho chúng ta mười điều cương lĩnh thiện hành. Chúng ta phải thật sự dũng mạnh, tin tưởng, nỗ lực hành đạo, áp dụng tất cả những điều này thành suy nghĩ của chúng ta, trở thành ngôn hạnh của chúng ta đò 19 là đang hành đạo tin tấn hành đạo không những tự lợi mà còn lợi tha tại sao quý vị đã làm tấm gương sáng cho tất cả mọi người trong xã hội Mọi người học theo Lấy quý vị làm Điển phạm Quý vị có thể cảm hóa gia đình Cảm hóa bà con bạn bè của mình Cảm hóa láng giềng của mình Cảm hóa một khu vực rộng ra sẽ cảm hóa được cả đất nước cảm hóa toàn thị giới, công đức đó vô lượng vô biên tất cả đều phải lấy mình làm gương mới mong gặt hái được kết quả hoàn toàn không thể kỳ vọng vào người khác như thì là sai Phật Bồ Tát Cũng bắt đầu thực hành Từ tâm địa mình Thánh hiện Cũng bắt đầu từ tâm địa Thời gian đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân Và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật